người đặt tại chỗ anh dân lớn hôm nay về trụ sở để trao giải. Giang Nam đây là trao giải nhất, Giang Nam giang nhất về trụ sở. Bao giờ nhận tiền trao giải ba ai trên kia lễ hội dân gian bắt ngay chỗ Giang Nam làm gì luôn không. Ban tổ chức sẽ chơi một cái trò chơi mới nữa, đó là trò chơi đập bọc. Ban tổ chức sẽ treo những cái bọc lưới trên như thế này, treo bọc lưới như vậy, sau đó sẽ bịt mắt cổ động viên mình lại, và cổ động viên mình mà đập trúng cái bọc nào thì chúng ta sẽ nhận thưởng trong cái bọc đó. Một trò chơi rất là vui luôn cả nhà ơi. Và tiếp theo là trận đấu thứ ba nữa nè. Cô đồng viên chúng ta đã đặt công chúng rồi, công chính xác cả nhà. Lượt tiếp theo. Anh ta đã đặt công chính xác. Rất là khó luôn cả nhà, tại vì mình đã bị bịt mắt mà còn bị xoay hai vòng đó, nên khó là xác định được vị trí của mình đứng, nên mình bước đi mình đập nó rất là khó luôn cả nhà. Phải giữ thăng bằng giữ lắm cho mình mới nhớ được cái vị trí của mình đứng và cũng như là cái hướng để mình đi để mình đọc cái này. Đây. Đây chính là những cái bọc này, cái phần quà trong này. Anh đọc không trúng bọc, nhưng anh đọc trúng lá vườn nha.